Hello anh em nha. Đã khoan từ từ. Hello anh em, mình là Chun. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục biến Minecraft trở thành một cái thứ gì ấy nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft, nhưng mọi thứ đều được vẽ một cách nghịch ngoạc giống như trong hoạt hình với anh em ạ. Để làm được điều đó thì mình lại phải dùng đến một cái resource pack. Link tải pack mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể tải về và trải nghiệm. Và nếu như anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn như này nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Mình đi đây mời. Xin trân trọng mời ông Ragbun cảm nứng. Mày bắt tao được không? Ok. Đợi tớ tí, đợi. A few moments later. Oh my god. Cái bác này như thế nào? Mọi thứ nó. Ôi, nhìn này, nhìn này. Ta trông đẹp quá. Không không không, cái này dùng khế, cái này dùng khế, cái này dùng mình khế. Cái này dùng mình khế. Ok. Bom 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 bom. The fuck. Ui. What the fuck? Ôi, anh em nhìn mặt anh em à. Cái da vô có gì ở giữa. Cái đầu. Đó là cái đầu. Cái gì vậy? Cái đầu. Ôi, dân lạc. What the fuck? Nhìn tếu vãi. Không được xem kill. Yeah, kìa, chú rít. Cái này được, kìa bé được 3 tuổi rưỡi. Sai. Chưa có 2 kim cương, chưa có 2 kim cương à, nhưng mà thôi kệ. Ôi. Ok, chạy tao qua. Ui, what the fuck? Chưa ấn nhầm gì gì rồi. Vậy tao vào cái mông. Đâu. Như này. Ấy. Ấy. Vai nhìn cái kéo, nhìn cái kéo kìa. Nhìn cái kéo đang sống. Có gọi là. Chị. Và không ai nói bạn đẹp trai cả. Mày đi đâu? Tôi thử nói nó đi. Ôi, có lướt kìa. Ôi, chạm được cái giường rồi. Ghê. Chị đỏ dai. Ui, quả fireball kìa. Từ, đây, chung về. Đập đi. Hold đi. Hết rồi. Chú. Chú, đập vừa đây, chú. Không được, khó lắm. Đi rồi. Ui. Đi. Fucking hell, pẹt. What the fuck? anh em nhìn fireball này. Để test fireball. Ơi chú. Ơi. Đè. Từ xem. Cái này nhìn giống bánh bông lan. Giống bánh bông lan. Bánh bông lan. Chú xin. Cái thuốc này như kiểu túi bóng nước ấy, nhìn này. Ôi nhìn cái NB nhìn không khác gì cái đống kích. Cái gì? Đấy, diamond y chang drop. Đâu vậy? Ờ Facebook kìa. Bây giờ. Ô, sao nó cứ thế nào ấy? Nó kiểu nó bị như kiểu cái túi ấy. Ui, blue, green. No, đang ở red. Animation. Ui. Ui, nó còn tí máu đấy. Đợi MB bướm. Nó chạy kìa. He's running. Ui, Bin ơi, bú, rủ má mày. Mày dám bú tao. Oh shit. Sao mày lại bú? Tại nó đang thèm. What the fuck, Zulit? Con chó này chua chó nè.
Ôi, chuyên có 4 chế trứng khủng long dinosaur. Cái gì vậy? Kia blue, kia blue. Cho chun, cho chun. Cho tôi. Later. Người Hải Phòng, người Hải Phòng. Nó đang ở ở đâu? Nhìn nó kìa. Nó đang ở. Ủa, sao nó cứ hiện lên xuống không thấy mẹ vậy vậy? Nó ở. nó ở trong mắt. Ấy. Dạ. Cứ chun mà. Ê, anh em nhìn cục này giống cục phô mai vậy. Đâu. Ấy, nó đang ở mít hay sao? Ôi. Không, không được nha. Ê, nó đang trong này nè. Hả? Đâu. Ok ok. Chun. Ok chun đây đi. Ai chun. Ơ, từ, nó làm gì rồi, nó hút. Nó nhảy xuống hơn, nó từ từ rồi. Hôm trước chú lướt được cái video nha, có một thằng nó cosplay Gojo, anh biết không? Đấy, xong rồi có đứa nó ra bảo: "Mày có phải Gojo không? Can you say dù ai mù cái?" Nó bảo: "Your mom." Your mom. Vậy là anh ơi, nhìn mi bất lực quá. Trên của mình có hai cái hòn gì nè. Hả? Nhìn đâu mắt của anh em ơi. Ở dưới cái thanh có hai cái hòn gì nè. Oh my god. Mặt ông dân làng kiểu đã nóng còn mất điện. Kiểu đúng kiểu đấy. Ấy, blue. Ừ, Hà Nội. Blue. Nào, cái này chú nào cũng đúng sắt đúng vàng ấy. Ui, nó xuống kìa. Yellow. Cái gì nó? Sao lại ăn chiêu của bố mày? Trời. Nữa kìa. Ui da, Vinacon. Hay quá, hay. Okay. Ui, máy này tay nghề đâu rồi. Bay. Ê, bờ luôn rồi. Ai đâu nha. Chun rồi. Để thằng đấy. Đâu. Ui, mất kích hợp chắc thằng nào khé rồi. Ok. Tiếng chuột. Đâu qua, yellow. Rồi, không sao. Yellow nhá. Blue. Giờ nhá, chú sẽ đặt xuống nước xuống. Cục lông, cục lông đặt tiếp đi, Ui. Đâu nào? À đây. Ui. No way home. Chờ đã. No way home. Ủa, B5. Ok. Anh em. Cái thằng nó bắt cáo à. Ok. Anh em qua một. Có sắt vàng gì không? À, ok. Có xuống nữa. Ui. Ui, hên em. Thế mà chú vẫn đánh được ạ. Ok. Ui, từ thôi. Hay quá chú. Ui. Chú ơi. Hứa. Ngon. Ừ, trời ơi. Rồi. Ui. Cái blue chứ đâu, cái con thắng á. Nó tiền. Ok. Cho nó ngậm cước. Rồi, nó ngậm rồi. Chưa chua nè. Ê, bình tĩnh. Xong luôn. Mẹ rồi. Quái có kim cương, quái kim à, có một kim cương cũng được. Chứ có 4 kim cương. Nâng. Ajinomoto. Bridge sang midi bên ơi. Ok. Đừng okay. Có final nha. Không có đâu. Free final đó. What? Thế hả? Sợ vậy? Ừ, rất là người Hải Phòng. Ngon. Tôi là biết.
chun có 6 cái à chun có 6 em rồi. Để dừng red cho chun đi. Ok đi, tìm tìm chúng nó chơi free fire. Bọn nó cầm vây ra muốn đi cung nữa là cái chơi cung người phải. Giờ nhanh ly đây đây chun chung thương ôi bao ghê bao anh em xông lên dụ 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 để tôi dù hay để tôi rủ để tôi rủ để chung để chung bầm ấy dừng nhà mình ấy nhà mình mất kép ra what the fuck biết đi hay quá chung này ok từ chơi luôn đi ăn thằng kinh đi ôi ô ô yellow anh đang một đống chát luôn biết làm gì chun mua hết đấy. Đi cả. Oh my god. Ai đi lấy trời. Không hàng nhanh em cánh anh. Ôi. Đó. Cái gì đây? Later. Nó đang ở nhà mình, trên nóc nhà mình. Nó có bom. Từ khoan, tôi có kiếm gỗ. Ê. Bin. Nó ở dưới đảo ấy. Đấy thấy tên nó chưa? À nó đứng ở dưới nhà cũng vậy. Từ. Đúng rồi. Dưới. How? Rồi nha. Giờ đặt nước xuống. Bố sao nó xuống được hay vậy? Sao nó xuống hay vậy? Chúng nghe dùng nước. A few moments later. Ui nước kìa. Nó đập kính. Từ. Facebook. Ui giời ui. Nó có Facebook. Giờ ông đặt ở chỗ kim cương ra nha, xong rồi đã what the fuck xuống rồi. Ông làm được. Ok nó sai. Lên. Ê. Ui nó giờ nó nhảy xuống. Nó đang đặt. Ui. Let's go. What the fuck? Let's go. Yeah. Thằng đó nó bị ngu ấy, nó ở trong đó nó thắng được không? Chạy lên. Đâu, cái đồng hồ đâu? Chun là con gà. Bro hơn mày. Cái đồng hồ. Ai đồng hồ? Ôi anh em ơi, cái chân mèo kìa. Hình tròn. Ồ. What the. Nó có hai thứ. Một là cái chân, hai là cái cái ai mà biết được. Ui cỏ này ơi, cỏ này không như này cỏ này bim này giống đi ui cỏ này phá được này. Ờ anh chun cho em xin kiểu ảnh chứ. Ôi tụi mày giết hết rồi mà. Ôi mày có nói đâu kìa. Sao blick mày còn nói. Còn bây giờ nói cũng thế rồi, đi giờ nói. Ui. Đợi nhá. Đây. Chú phá nhờ. Để chú anh em phải để chú phá. Ôi đợi chú đánh rồi. Đặt đi. Tao hâu. Đừng Anh kia kiểu bối không được ý. Vã nãy giờ không có ai đập bét, tao đập nha. Ờ chun được. Ok chun đập nha. Người hả? Để chun đánh cho. Chun là người Hải Phòng. Để chun đánh cho. Chun là người Hải Phòng. Ôi.
Trời, mày ui, ui, cái gì đấy? Tụ mày béo mà. Ui, ui rồi ui. What the fuck? Thông nó, thông nó. Lẹ đi để tôi xuống nè. Từ nhanh nhanh đi. Chúng rồi, chúng rồi, đập đi, đập đi, đập đi, đập đi. Chú đập, chú đập, chú đập, chú đập. Chú đập, chú đập, chú đập. Yeah. Ê, để cho chú rít chai chú đi. Chú rít bú. Oh my god. Bú không được rồi. Sao Ken ghê vậy, Ken ơi. Ken bú mà, ơi. Ê, nhìn cái block emerald này, nhìn cái block emerald này. Dù block, dù block. Dù block, dù block, dù block. Đây đây đây. Cái emerald ấy. Ai đâu? Có tiếng giòn đó nhỉ. Ui. Tư. Cứu chú, cứu chú. Ui. Con thằng cuối, thằng cuối đâu vậy? Tôi đợi, đợi chú đi mua lại bàn nha. Ê anh em để ý block emerald mà xem. Dù block. Đây đây đây, dưới này, dưới này, dưới này. Dù